Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe trên thị trường, từ xe mới đến xe cũ, xe nào Khanh cũng làm hết. Thì hôm nay Khanh có một con xe cũ muốn giới thiệu cho anh em nào đang có tiền vừa phải là đầu tư con xe này rất là hợp lý, xe siêu lướt luôn. Thì Khanh chuyên thu mua tất cả các dòng xe trên thị trường. Thì anh em nào có xe cũ hoặc là có biết ai mà có xe cũ muốn bán lại thì giới thiệu giúp Khanh. Thì Khanh sẽ gửi hoa hồng cho anh em mình nha. Khanh sẽ thu đến tận nhà thu luôn. Nên là anh em có thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Khanh hình xe thì Khanh sẽ định giá cho anh em mình nha. Thì hôm nay anh em trong nhóm Khanh vừa có một con xe tải mà khách muốn gửi bán, là con xe EZ65, tải 3,5 tấn, đời 2021, xe mới, rất là mới nha, mới chạy hơn 30.000 cây thôi. Về khách hàng gửi cho bên Khanh để mà để lên đời xe mới, nên là còn bán lại xe này. Anh em nào đang có nhu cầu tầm khoảng 3,5 tấn mà muốn tham khảo dòng đô thành thì cứ liên hệ với Khanh nhé. Số điện thoại chút nữa Khanh sẽ để số điện thoại phía dưới màn hình nữa, gọi trực tiếp cho Khanh. Ở xe anh em thấy còn rất là đẹp nha, biển 49, hồ sơ rõ ràng, ủy quyền công chứng cho một nốt nhạc đó. Xe rất là đẹp, xe thùng bạc, tải 3,5 tấn nha. Xe anh em thấy là xe cực kỳ đẹp luôn, bạc 5 mảnh, tình trạng xe là không có gì mà phải chê nha anh em đó. Giá thì Khanh giá gốc của khách hàng đưa xuống luôn, chứ không có giá cao. Đó, giá với đời 2021 mà nó chỉ xem với đời 2019 thôi. Đó, đời 2021 chính xác là xe này khách hàng mới đi có tầm khoảng là 11 tháng thôi. Đó. Lớp nè, anh em coi lớp nè. Lớp mới bóng luôn nha, lớp còn rất là dày. Lớp sơ cua nè. Đó. Trong đây thì để Khanh quay. Ở trong đây là cầu. Xe này khách hàng đã lên thêm mấy lá nhíp rồi nha. Này, ở đây nó hơi ồn, tại vì khu nghe khách nó hơi ồn. Khách hàng nó mấy lá nhíp, anh em mua con xe này về là không cần phải làm bất cứ một cái gì nữa. Khung gầm này anh em, khung gầm không bị rỉ sét, không mục mọt. Và đương nhiên đời 21 thì không có cái chuyện đó mà xảy ra nha. Này, khung gầm không bị rỉ sét, mục mọt gì hết. Sàn quá ok, như xe mới thôi. Quay mua xe cũ chủ yếu là khung gầm đó, quay rất là kỹ cho anh em mình đó. Xe này mua về là chỉ cần đổ dầu vô chạy chứ không có làm bất cứ một cái gì nha, anh em yên tâm. Khách hàng cũng lên nhíp trước luôn nha đó, khách hàng lên một lá nhíp trước nè. Lớp thì còn rất là dày, anh em thấy à, lớp còn dày cui à. 85 80 85 100. Nội thất thì khỏi phải bàn, nội thất sạch sẽ. Đây, khách hàng ghế là ghế da, khách hàng bọc lại cái trần, trần màu tông màu màu xanh rất là đẹp. Xe thì khách hàng lên là cái màn hình DVD, màn hình cảm ứng nè. Nó không biết cái này là có nghiêng, có bỏ đĩa vô được hay không Khanh cũng không biết, nhưng mà kết nối Bluetooth nghe nhạc rồi rất là đã nha. Rồi khách hàng đổ thêm hai cái lô nhỏ hai bên là cái chip, khách hàng nói cái chip nghe âm thanh nó tốt hơn, nó rõ hơn, nghe nó là phê đó. Xe thì anh em khối bàn, đây là đồng hồ xe để Khanh đó. Xe mới đi có 36.000 km, hơn mới kêu là chạy một năm thì tầm đó góc độ đó là quá ok, với km đó quá ok, có 36.000 km thôi. Xe ngon lành, bình chữa cháy, con đội đồ nghề đầy đủ hết. Để đó Khanh đóng cửa lại rồi Khanh mở cái phần động cơ lên cho anh em xem, coi cái, cho anh em coi cấp cái chất xe. Mở cái động cơ lên. Đây, mở cái động cơ thì đương nhiên cái đời 2021 thì cái động cơ nó như xe mới thôi, nhưng mà Khanh vẫn quay cho anh em coi, cho anh em coi biết chất xe nó như thế nào. Con này thì sử dụng động cơ Isuzu nha, rất là êm. Êm cực kỳ êm luôn. Này, đây chữ Isuzu. Lốc động cơ Isuzu là 2.8 lít. Con này đi 100 cây thì đâu đó tầm khoảng 10-11 lít 100 cây thôi. Đó, trong thời buổi mà xăng dầu nó lên giá thì cái con xe này rất là hợp lý nha. Này, động cơ là nguyên bản nguyên zin nha, zin từng con ốc luôn.
gầm bệ cho anh em xem nè. Cô queo nha, sạch sẽ nha. Thì mở phần thùng ra. Phần thùng nữa. Đây bây giờ cái quan cũng khá quan trọng cái thùng. Tại vì nhiều khi xe cũ là nó bị xét cái phần thùng. Còn xe này thì mới chạy có 11 tháng thì phần thùng thì anh em coi đây. Này. Cái này là nó bị cái sàn nguyên bản là cái thùng sắt. Cái sàn này sàn sắt. Thì anh em đi một thời gian nó sẽ bong cái lớp sơn lên thì nó xét rồi thôi chứ không có bị gì hết nha. Anh vừa anh em thấy xét này anh em ngại chứ không phải không có gì, xe này là nguyên bản nó luôn á. Trong đây nó hơi tối nha anh em. Đây. Anh em coi nè. Không có bị rỉ sét và kèo này là kiểu kèo cáp, kèo Đà Lạt. Ba cái trụ nó là ba cái trụ U nha. Kèo U ba trụ bự nè. Đó. Con xe này nói chung là Khanh thấy mà anh em mà mua, anh em nào mà mua được cái con xe này á thì anh em rất là đỡ rất là nhiều thứ, không cần phải làm dọn gì cả. Ở đây khách hàng người ta làm hết rồi. Anh em nào muốn chở 2 tầng thì chở cũng được, người ta đó làm thêm mấy cái cây V ở chỗ cái thùng kìa, mấy cây V đó anh em về gác lên. Này chở hàng bông, chở hàng gạo, lúa gì thoải mái luôn. Thì chủ xe này, bản thân chủ xe này chở lúa, chở gạo nha anh em, thấy gạo nè, trắng 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 cồn gạo trên xe thấy không? Đó, bản thân xe này đã chở gạo rồi. Nên là không có phải sợ bụng bột nha. Mấy xe này cũng có mấy dây xích sẵn hết rồi. Đó, nói chung xe này là với cái chất xe và tầm giá tiền là 355 triệu là Khanh thấy là rất là hợp lý. Nếu mà xe này mà đưa qua lái cò này thì Khanh nghĩ chắc họ chào phải 370 đô lên. Đó, thì anh em nào mà đang có nhu cầu xem xe thì cứ đến với chỗ ngã tư An Sương á, rồi Khanh gọi Khanh, rồi Khanh kêu khách ra dẫn xe cho anh em mình xem xe. Đó, ngay chỗ ngã tư An Sương nha. Chắc bây giờ Khanh sẽ ngừng video tại đây. Anh em nào mà có nhu cầu xem tiếp thì cứ gọi cho Khanh. Khanh sẽ dẫn vào trực tiếp làm việc với khách hàng luôn. Giá khởi điểm khách mong muốn là 355 triệu. Đó là giá của khách hàng luôn chứ không phải giá cò lái nha. Giá trực tiếp của khách hàng luôn. Nó chỉ hơn. Vì nếu mà với cái con này mà đời 2019 là giá nó cũng tầm 340 mà nó không có đẹp như thế này đâu. Và nó không có đi ít đi như thế này đâu. Đó. Xe này mọi thứ là Khanh nghĩ là với giá nó 355 thì là rất là hợp lý. Rồi còn nhưng mà cái giá đó anh em nào muốn thương lượng, nếu mà vào cứ vào trực tiếp gặp khách hàng. Đó. Gặp trực tiếp gặp khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với họ rồi giá cả như thế nào thì cứ tính tiếp. Đó. Bạc này khách hàng cũng làm bạc 5 mảnh thôi nè. Sẵn hết rồi, mỗi thủ tục là dọn sẵn hết cho anh em, chỉ xuống tiền lụm về là đi kiếm cơm thôi. Không có phải làm độ chế bất cứ một cái thứ gì cả. Đó. Với giá 355 triệu. Ủy quyền sang tên một cái nhờ một. Rồi, chắc Khanh chuyên thu mua tất cả các dòng xe tải cũ nữa. Anh em nào mà có xe tải cũ muốn bán lại thì cứ điện cho Khanh, hoặc là muốn ký gửi thì cứ gọi cho Khanh số điện thoại phía dưới màn hình đó. Khanh ký gửi làm tìm khách cho anh em mình để mà ra được con xe với cái giá tốt nhất nha. Rồi chắc Khanh sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.